giờ mình sẽ thử cái Face ID khi mà trời tối thu như vậy. Bây giờ cái máy đang được tắt, mình sẽ bấm hai cái để nó mở ra. Và các bạn thấy là cái khóa nó đã mở. Và bây giờ mình chỉ cần gạt lên để mà mở máy ra. Rồi mình thử một lần nữa. Trời tối thu, bấm màn hình, khóa mở, gạt lên. Rồi, có thể tối thu và nó vẫn nhận. Xin cảm ơn.